để luôn rạng rỡ hả? Đơn giản lắm, cứ chăm sóc bản thân thật tự nhiên. Hà luyện tập cho cơ thể dẻo dai và giữ cho làn da tươi tắn. Hà chọn Vinasoy, hai lần tốt cũng vì thế. Hiệu quả lắm đấy, thử mà xem. Dầu đạm đậu nành và isoflavon chống oxy hóa. Sữa đậu nành Vinasoy hai lần tốt, cơ thể khỏe khoắn, tươi tắn làn da.